Xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay cửa hàng bên em lên sóng cho các bác. Đây là một đôi loa có thể nói là đang rất là hot trên thị trường, và đặc biệt một đôi loa luôn luôn giành được những sự yêu mến của tất cả những người yêu âm thanh trên thị trường. Dòng MUS. Nhưng ngày hôm nay không phải là MUS TS10 nữa hay là TS12 nữa, mà chính là VH bác nha. VH. Nói đến VH là mọi người đã biết rồi. Mã VH là mã cực kỳ cao của MUS. Và đây là một chiếc full 25 VH10. Đấy. Bát 25. Trọng lượng của một chiếc loa này cực kỳ kinh khủng, lên tới 20,5 kg cho một chiếc loa. Nó nặng tương đương với bát 30 các bác nha. Tương đương với bát 30. Kinh khủng đúng không ạ? Và công suất nó cũng tương đương với bát 30 luôn. Tuy bát 25 nhưng công suất của nó lên tới 350W công suất làm việc, 700W công suất trung bình và 1400W công suất tối đa. Và độ nhạy của nó cộng trừ 100 dB. 100 dB. Quá kinh khủng luôn. Thực sự đôi loa này họ thiết kế và nó quá chắc chắn, thùng gỗ sâu, cực kỳ sâu, lỗ thông hơi phía trước. Đấy, lỗ thông hơi phía trước các bác nhá. Đây, phía sau không có lỗ thông hơi đâu nhá. Tay cầm nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Từng cái ốc nó là ốc không xếp thép không dĩ luôn. Nó quá chắc chắn luôn, hai bên là hai thanh nạp nhôm. Phải nói là tuyệt vời, MUS bên hông. Ê căng đục thép đục lỗ, có mạc lọc bụi phía trong. Bắt cực đẹp, cực đã. Đây là một trong những đôi loa hiện tại đang hot nhất trên thị trường và nhiều người săn lùng. Nó là một trong những đôi loa hiện tại bây giờ có chiếc bát đẹp nhất dòng từ Philips, đẹp nhất trên thị trường, chưa có chiếc bát nào qua được nó cả. Nó là dòng bát đẹp nhất bây giờ. Và hiện tại bây giờ một số dòng bát nhái cũng đã bắt đầu ăn cắp được cái kiểu dáng của MUS, mà hiện tại bây giờ cũng em thấy một số bát mới trên thị trường bán khá là rẻ, hơn triệu cặp, cũng nhái nhái kiểu dáng đẹp đẹp kiểu này. Nhưng thực sự nó kiếm xà lắm, kiếm xà lắm các bác. Trong khi MUS nó kinh khủng, con này bát 25 côn 76 luôn. Côn 76 và công suất nó quá lớn. Thực sự nó là một con quái vật gọi là thu mình lại đấy, các bác thực sự là đã luôn. Con này các bác chơi cho gia đình, đặc biệt là những gia đình nào mà chúng ta không muốn để những đôi loa quá cồng kềnh, chỉ cần một đôi này thôi cũng đã làm cho các bác đủ phê rồi. Cục suất lớn, đánh hay, bát sướng, tất cả mọi thứ quá đẹp hoàn hảo. Tuy đôi loa bên em chưa vệ sinh kỹ, chưa vệ sinh gì cả, sạch sẽ gì cả, nhưng mà thực sự nó toát lên những cái vẻ đẹp này. Từng góc cạnh đang còn quá đẹp luôn. Đấy, từng góc cạnh đang còn quá đẹp nột nà luôn các bác nhé. Chưa xuất vỡ gì cả, hàng đẹp riêng nguyên bản hết các bác. Lô hàng này của em tổng số lượng chỉ có là 9 đôi. Thì hiện tại em đã bán một đôi, có một bác khách đến nhà lấy luôn rồi. Thì em còn 8 đôi, 9 đôi, còn là 8 đôi. Thì hiện tại bây giờ những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay bên em để chúng ta sở hữu đôi loa này các bác nhé. Giá bên em bán ra sẽ là 6.500.000 đồng. Thực sự nó quá rẻ luôn cho đôi đồng loa MUS VH12. VH12 là một đôi model đầy cao, và với cái giá 6.500.000 thực sự nó không hề mắc một chút nào, mà thời điểm này cũng thấy là quá rẻ trong thời điểm bây giờ các bác nhé. Bây giờ mọi người thử xa vào bên trong, chúng ta cùng xem cái nội thất của nó, xem với 6.500.000 nó đáng đồng tiền không các bác nhé. Mời các bác cùng vào xem. Đây là cái nội thất bên trong của cái loa VH10 các bác nhé. Thì mọi người đã biết đời cái mã VH là cái một trong những cái mã đời cao nhất của MUS rồi, cho nên là cái bát loa của dòng mã này nó rất là sâu và gần hai sóng, cực kỳ tẩm dầu rất là nhiều bác này, tẩm dầu này bằng bóng nhoáng luôn. Từng cái rốn loa cũng kiểu đổ nhá, kiểu đổ rất là đẹp luôn. Đây, tép loa được khắc MUS Audio. Mọi người đã thấy này cho em, thực sự cái tép đẹp chưa? Đấy, tép này là bác này nhiều tép rất là nổi tiếng rồi. Dòng tép này chắc ai cũng biết rồi. Dòng tép này đã sử dụng lên rất rất là nhiều dòng loa, đặc biệt là những dòng loa DMX, Martin đã sử dụng nhiều. Thì quá đẹp luôn. MUS sản xuất tháng 1, mùng 1 tháng 9 năm 2014 các bác nhá. Với cái mã là VH1012A1. Đấy, England. Ui, quá đẹp luôn. Em nét gì đây chứ, em đừng đâu. Ủa, nhìn đẹp thật các bác. Dày của bác này, nhìn cái đúc dày không? Quá đẹp. Thực ra cái tép này là chúng ta sẽ nhìn thấy cho nó sẽ tép của BNC. Đấy, con của Best in Italia đấy. Rất đẹp luôn bác. Đồng tép này là đồng tép côn dẹp đấy bác ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Nhìn đẹp thật. Đấy. Cái đặc cấp nhất là đây này. Bác nhìn này. Thực sự cái bát này em phải nhờ một bác thợ hỗ trợ em nâng lên. Anh đặt đây. Và hỗ trợ nâng cái bát lên đấy. Thực sự mình tay em không thể làm được các bác ạ. Một mình tay em không thể nâng được cái bát này lên. Nó kinh khủng quá. Nó là một cái bát quá kinh khủng. Em phải cần thêm một người hỗ trợ. Đây, bác thợ sẽ hỗ trợ em. Mọi người sẽ bất ngờ luôn. Kinh khủng luôn. Đây, một chiếc bát 25. Ô mẹ ơi. Mọi người hãy nhìn đi ạ. Một chiếc bát 25 các bác nhá. Không phải 30 đâu ạ. Wow, trời. Quá đẹp luôn. VH12A10 mà. Kinh khủng chưa bác? Cũng sản xuất mùng 1 tháng 9 năm 2014.
từng cái chạm loa đang còn đẹp 14, cách đây là 6 năm rồi, từng cái chạm loa đang bóng nhóng như này. Xương. Wow, đây là bát 25 thôi các bác ạ. Kinh khủng quá. Một chiếc loa này các bác tưởng tượng nó là nặng tới 20,5 kg. Vậy chi là nó nặng gần bằng một chiếc loa J212 bát 30 rồi. Một chiếc loa J212 bát 30 của B3 nó chỉ nặng 21,5 kg. Trong khi loa này là ba, đây là một chiếc loa bát 25 mà nó nặng 20,5 kg cho một chiếc loa này. Quá kinh khủng. Và công suất của loa này nó cũng bằng với loa J212 của B3 luôn. Đấy, nó còn nhỉnh hơn, em nhớ nhầm hình J212 là 300 hay 350 ở đấy. Và chiếc loa này công suất cũng vậy, cũng là 350W. Và công suất mát là 1400W, thực sự có kinh khủng. Một chiếc loa 25 mà thực sự là nó quá kén luôn. Côn 76 các bác ạ. Côn 76 dòng côn hở này, mọi người nhìn thấy trong rồi ạ. Đấy. Yên tâm chưa? Dòng này thì các bác nhìn thấy ruột đằng trong luôn đúng không? Không phải không bao giờ phải lo là loa này làm lại hay chưa đúng không? Kiểm tra được ngay này, thấy chưa? Đấy, đang đổ chót đi đấy. Đấy, đẹp chưa? Có trên dập trên cái côn nó có dập mà nhập email luôn đấy. Đấy, xinh xanh đấy, thấy không? Quá đẹp đúng không? Kinh khủng thật. À, nặng. Quá nặng luôn. Thực sự là trong tất cả đời bát mà dòng bát từ Philips thì MOF cái mã VH là đẹp nhất. Đẹp nhất trên tất cả các từ. Tất cả các hãng luôn. MOF là đẹp nhất. Đấy, VH12 là đẹp nhất. VH12 và VH10. VH12 thì nó chỉ khác một điều đó là nó bát 30 thôi. Nó bát nó lớn hơn một chút thôi. Còn hoàn toàn là kiểu dáng sẽ giống nhau với VH10. Và nó là hiện tại đang là một trong những con loa đẹp nhất trên thị trường. Cái bát đẳng cấp nhất và xương dày nhất. Cho nên là dòng loa này mặc dù là từ nó rất là to, từ 20. Đấy, em ca còn này, chớm này. Nhưng mà người yên tâm, loại này để gửi loa này yên tâm rồi. Gửi bưu điện em không sợ lắm, bởi vì là cái xương này không bao giờ loa gãy. Nó quá lớn luôn. Và họ làm bó cong cực kỳ đẹp. Quá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Phân tần thì cũng khỏi phải bàn luôn. VH12 là đầy cao mà. Sử dụng một bóng halogen. À, cái bóng này là bóng bảo vệ tép. Chúng ta gọi là bóng halogen đi cũng được. Thì thực ra nó là một cái bóng xả. Đấy, giống chúng ta thấy ở trên dòng Labo là nhiều. À, dòng Labo sử dụng rất là nhiều. Những con tụ rất là lớn luôn. Những con tụ rất là lớn. À, cực kỳ to luôn. À, tụ này, cái đây có màu UF này. Đấy, nó khác màu UF này. Ủa, quá đẹp luôn các bác ơi. Đẹp thật. Từ cái thùng vách họ đóng quá chắc luôn. Gia cố quá chắc, bỏ thùng hơi phía trước. Thùng vách nhìn đá thật đấy. Thực sự là đúng là đá đồng tiền. Nhiều người sẽ hơi bất ngờ bởi vì cái giá em sẽ nói sau đây. Em sẽ bán mọi người với đôi loa này với cái giá trị 6.500.000 đồng. Thực sự 6.500.000 đồng nó chỉ bằng một đôi loa 25 của NS. Của nó hơi chi sang một chút. Và nhiều dòng loa khác. Nhưng mọi người đã được sử dụng một đôi loa MUF Bass 25 của MUF. Và đặc biệt nó lại là mã VH10. Thực sự nó là một cái kinh khủng luôn. Nó đẳng cấp lắm các bác. Nó tuyệt vời. Tiếng bass của nó thì thôi rồi luôn. MUF thì tiếng bass của nó thôi rồi. Và nó rất là hay. Cả dạy tép cũng vậy các bác nhé. Cho nên mọi người yên tâm với những đôi loa này. Thực sự là số lượng em rất là ít. Em chỉ có tổng cộng là còn 8 đôi. Cho nên những bác nào mà đang có nhu cầu đồ loa này liên hệ ngay bên em với còn hàng các bác nhé. Không có nhiều đâu, không kịp để cho mọi người có kịp suy nghĩ gì đâu. Bởi vì đồ loa này không có gì phải suy nghĩ, là nó quá đẳng cấp rồi. Nó quá hoàn hảo rồi, thực sự từng cái vết cắt 5 châm, mọi người nhìn em này. Hàng xịn kinh khủng không? Từng vết cắt 5 châm nó không hề răm răm luôn, ghê thật. Quá đẹp, đây là bản đầy cao mà. Quá đã đâu, thực sự là đồ loa tuyệt vời. Và ngày hôm nay em chỉ có 8 đôi các bác nhé. Và những bác nào đang có nhu cầu phải liên hệ ngay để chúng ta sở hữu đôi loa này đẳng cấp và hay, tuyệt vời các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.